はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。はい、皆さん。皆さん、こんにちは。こんにちは。Hôm nay chúng ta sẽ học gì? Hôm nay đó là chúng ta sẽ học vào buổi thứ hai của bảng chữ cái katakana. Thế nào? Hay là gọi bảng chữ cứng đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ học hết những cái chữ cứng còn lại đúng không? Thôi, giờ trước chúng ta học được 4 hàng là 20 chữ rồi. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ còn là 5, 10, 15, 20, 26 chữ nữa. Được chưa? Nhanh thôi, vèo, phát là xong. Thế nào? Thôi, có cần phải ôn lại bảng chữ lần trước không? Không cần nhá. Không. Okay, tí nữa vừa học thì chúng ta vừa ôn lại, được chưa? Thôi, chữ đầu tiên của chúng ta học chính là chữ na được nhé. Na, na được nhé. Chữ na thì chữ na gì đây? Đây là chữ na mềm đúng không? Na mềm như này đúng không? Đúng na. Vậy chữ na cứng thì chỉ cần này thôi. Na, một nét thôi. Đơn giản đúng không? Chữ na này cũng hơi ngoan ngoan tí. Na. Na được nhé. Na ngoan. Ca ngoan, ki ngoan đúng không? Na ngoan. Na được nhé. Na được nhé. Được chưa? Na, căn đoan được nhé. Thế thế là ni. Ni, ni được nhé. Chữ ni này giống chữ gì nhỉ? Cô, cô của mình. Còn giống chữ cô mà. Cô mềm á. Cô mềm nó phải vòng vòng mà. Còn giống chữ e. E. Đây chữ e cứng đúng không? Vâng. Ừ. Chữ ni chỉ bằng hai cái này thôi. Ni được nhé. Thế nào? Ni, ni, ni. Đây nếu mà thuộc chữ Hán á, thì đây là số 2 đấy. Hai gạch là số 2 đấy. Hai số 2. Nà nỉ, dễ rồi đúng không? Nỉ 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 nỉ. Hai. Nữ. Nữ. Vừa nãy số 7 bị được chống chống lưng của Tú ấy, Tú nói là chữ gì nhỉ? Sư. Sư. Sư đúng không? Thì gần giống chữ này đúng không? Vâng. Rồi. Đây là chữ gì đây? Cũng như thế này. Số 7 đúng không? Nhưng mà gạch đây. Đấy. Nó chống lên nhưng mà gì nhỉ? Nó chọc lên rồi. Nữ. Nữ. Viết cố gắng cứng chữ rồi nhá, chữ này. Được chưa? Cứng rồi này, được chưa? Nữ. Nữ. Không phải đúng không? Nữ, quá dễ rồi. Nữ. Tiếp theo. À, các bạn đứng sau kính nhớ lấy vở ra viết nhá. Học học bảng chữ này thì không được nhìn học không đâu. Mà phải lấy vở ra viết. Nữ. Nệ. Nệ. Hay. Nệ được nhé. Một gạch bên trên. Hai gạch, ba gạch, bốn gạch. Chữ này là chữ khó nhất trong bảng chữ cứng. Đó, nà ni nữ nê, nghe chữ nê nhớ chưa? Nê, khó nhất trong bảng chữ cứng ấy, nê. Nà ni nữ nê, nê, nê. Khi mà các bạn viết chữ này thì ở bên nhỉ, ở ngoài chỗ lề sách á, ghi cái chữ đấy là chữ gì nhớ chưa? Hôm sau này đến lúc học lại quên đấy. Ừ, ghi bằng chữ Romaji á, chữ phiên âm ra đấy, ừ, để đọc. Nè được nhé. Ừ. Được chưa? Nè. Nà ni nè, 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 nè. Để mình viết lại lần nữa, ngạch đấy. Ở giữa bao giờ ở giữa nhớ chưa? Lấy bút ở giữa xong rồi nào. Tiếp ra. Nê. Được chưa? Nê được rồi. Tiếp theo. Nô thì siêu dễ rồi. Nhìn nhá. Không một gạch. Nô. No. Ừ. Phải còn na đúng không? Giờ thêm nét này nó sẽ na đúng không? Na nô. Na. Nô. Nô. Na cứng thì cần giống chữ na mềm. Nô thì càng dễ hơn đúng không? Nô thì chỉ có một nét thôi. Nô. Nô. No. No. Ok, bắt đầu lại. Na. Na. Ni. Ni. Nư. Nư. Nè. Nè. No. No. Ok, na ni 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 no. Tiếp theo. Hạ. Hạ. Đây là hàng ha nha, ghi vào nhá. Hạ. Đây hạ sẽ. Hạ nhé. Như thế này thôi, hạ. Hạ. Như ngọn núi nó bị gì nhỉ? Mặt chóp. Mặt chóp. Núi lửa đó hay nhỉ? Ừ. Núi lửa đúng không? Ok. Ha được nhé, thì viết lại ha. Rất là dễ rồi đúng không? Chúng ta viết ngọn núi ra này. Là sao? Ha, ha, ha. Ok chưa? Tiếp, hi. Siêu dễ. Hi được nhé. Rồi. Bên này trước hơi chéo một tí nhá. Xong thì thảy ra. Ừ, hi.
3回、3回、いいですね。いい。いいですね。3回は、あ、いい。ふ、ふ、ふ。Chứ này chữ có nhiều chữ ấy, hư này, nư này, sư này đúng không nào? Ra, à, hư này đúng không? Hư này hay là chữ này này? Ôn lại chữ. Sư này. Nư này đúng không? Ừ. Hư. Hư. Hà hi hư. Hà hi hư. Hà hi hư. Ok. Hà hi hư. Tiếp. Hê ngoan. Hê mềm này đúng không? Ừ, hê mềm này. Hê. 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 Ok, hê ですね. Hê. Hô. 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 Cái này nhé. Hô. Không sát rồi đấy kìa. Hô. Thập. Kéo hơi dài một tí. Hộ. À, hi, hư, hệ, hộ. 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 Được chưa nào? Rồi. À, hi, hư, hệ, hộ. Nói đọc lại. Hà. 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 Hi. 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 Hu. 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 Không nào là phư vậy mà hư. Phư. Phư. Hè. 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 Hộ. 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 Ok. Hai hư. Hai hư. Hè hộ. Tiếp. Ba. Thêm tiền tiền. Ha thêm tiền tiền sẽ thành là. Ba. Ba. Ba đúng không? Ba. Này chúng ta chỉ xem qua thôi. Ba. Được chưa? Ba này. Tiếp. Hi thêm tiền tiền sẽ là. Bi. Bi đúng không nào? Bi. Tiếp theo. Bư. Bư đúng không? Hai. Bé. Bộ. Nói đọc lại. Bà. Bà. Bi. Bi. Bư. Bư. Bè. Bè. Bộ. Bộ. Tiếp. Thêm dấu tròn vào thì sẽ là gì? Bà. Bà. Bà đúng không? Hơi. Bà sẽ này nhá. Bà. 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 Pi. 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 Bư. 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 Bè. 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 Bộ. 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 Ok. Quay về bộ nhé. Tiếp theo là sẽ là gì, gì đây? Hàng mờ, ma. Ma. Ở đây chữ ma nhớ chưa? Ma. Cũng gần giống như chữ kia nhưng mà bị cắt mất đúng không? Ừ. Đây đây, đáng nhẽ nó nằm ở giữa này chữ nữ rồi nhưng mà gì? Đây là chữ nữ đúng không? Nữ này đúng không? Còn đây là chữ ma. Ừ. Ma. Ma. Đây, ma. Ma 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 ma. Thế nào? Mà ですね. Hai, mi này. Nhìn chữ mi này. Chữ mi. Tên tên. Ba nét. Ok. Như thế này nhớ chưa? Đây chữ si thì nghe viết như này đúng không? Đúng nào? Ok. Ờ. Nhưng mà chữ mi thì chúng ta ba nét thẳng xuống. Mi. 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 Thế nào? Mì. Mà mì. Mì thế này. Tiếp theo. Mà mì. Mư. Mư. Rồi, mư thế này. Rồi, mư. Như thế này, được chưa? Mư. 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 Được chưa? Ví dụ chúng ta có chữ này. Thử đọc chữ này nhá. Đây là chữ gì đây? Hê. Hê đúng không? Bê. Bê đúng không? Hê thành bê đúng không? Thế nên. Tô. Tô đúng không? Bê tô rồi nhé. Bê tô. Đây là gì đây? Nô. Nô đúng rồi. Đây là gì đây? Na. Na đúng không? Hai, bê tô na. Mư. Mư đấy nhé. Cả nó đọc. Bê tô na mư. Bê tô na mư.
Betonamu là gì đây? Việt Nam. Ok, Betonamu Việt Nam. Betonamu. Nhớ từ này nhá. Betonamu. Đây, Betonamu. Ok. Nào nào, Betonamu. 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 Việt Nam, nhớ chưa? Còn thêm chữ này nữa, thêm chữ mềm ở đây đằng sau nữa. Đây là chữ C thêm, hay phải là G đúng không? Zin. Betonamu Zin. Người Việt Nam. Rồi. Các bạn đọc Betonamu Zin. Betonamu Zin. Betonamu Zin des. Betonamu Zin des. 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 Nó đứng đằng sau để khẳng định, để thêm tính lịch sự luôn nhớ chưa? À, tôi là người Việt Nam đấy. Chỉ cần nói Betonamu Zin des. Có nghĩa là tôi là người Việt Nam. Thấy chưa? Bạn ạ. Betonamu Zin. Betonamu Zin. Betonamu Zin des. Betonamu Zin des. Des. Yes. Từ des nghe hơi bậy bậy một tí đúng không? Betonamu Zin des. Ok, tên là người Việt Nam. Ai xong chưa? Vâng. Tiếp. Chữ này dưới đây. Mư, mẹ. Mẹ. Mẹ đấy, mẹ. Rồi. Chữ mẹ đây là no này đúng không? Chẽ một cái. Gọi chữ nư đúng không? Đây là chữ nư đúng không? Vâng. Nhưng mà gì nhỉ? Chữ mê nó chỉ là này đó. Mê mê. Nó giống như là vết sẹo của mấy thằng thuyền trưởng đó, đúng không? Mấy thằng cướp biển nhỉ? Thế chột à? Thế chột. Mắt thế chột bị dính một cái vết sẹo này. Mê. Mê. Thế yeah, mê. Mê. Mộ. Mộ. Mộ, gần ngoan đúng không nào? Đây là? Mộ mềm này đúng không? Mộ cứng thì là mất cái đầu này nhớ chưa? Nhớ chưa? Ăn thế. Như thế này. Nó hơi cứng cứng một tí. Mộ. Mộ. Mà mi mư mè mộ. Mộ. Mà mi mư mè mộ. Dê nào? Mà mi mư mè mộ. Không rồi nhá. Tiếp. Ê. Dạ. Dạ. Dạ cũng gì nhỉ? Cũng hơi ngoan đúng không? Dạ. Như thế này. Chữ dạ mềm thì chúng ta gì nhỉ? Như thế này đúng không? Đúng không? Phải cái này đúng không? Dĩ da cứng này. Dạ. Ê, dạ. Dạ. Dạ nhé. Dạ. Sau này chúng ta sẽ viết được những chữ này chẳng hạn. Mà nhớ chữ gì đâu? Si. Si đúng không? Thì những này vào. Thì sẽ thành là sạ. Đúng không? Sạ nhé. Sạ nhé. Hay là như thế này. Kì đúng không? Kì cứng đây. Thế ra kẹ. Đúng không? Sợ kẹ. Ok, ra xong rồi đúng không? Tiếp. Yêu. 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 Yeah, yêu. Yêu. Cần dùng chữ cô đúng không? Thừa cái này đúng không? Đây là chữ cô rồi đúng không? Nhưng mà chữ yêu thì dài ra. Đấy. Yêu. Yêu như cả. Yêu như cả. Yêu. Yêu cô. Đúng không? Yêu. Yêu à? Yêu cô, yêu cô, em yêu cô lắm. Yêu cô. Ừ, yêu cô. Tức là chữ yêu thì gần giống chữ cô, đúng không? Nên là em rất yêu cô. Ừ. Được chưa? Yêu. Yêu, yeah, yêu. Yo! Yo thì cũng gần giống ấy. Gần giống gì nhá? Gần giống chữ cô này. Yêu. Yo. Đúng là, cũng như thế này đây, chữ cô đúng không? Đúng không? Thế nên giữ đây. Nhưng mà chúng ta phải viết theo như thế này nhá. Viết này xong thì viết nét dưới thì sau cùng nhớ chưa? Theo thứ tự một tí. Đấy, gạch. Gạch dưới, dưới nhớ chưa? Đúng không? Ok. Đang viết theo nét thứ tự này, sau này chúng ta sẽ quen. Quen khi mà viết chữ Hán á. À, phải viết chữ này trước. Yo. Yokohama đấy, Yoko nhé. Yo cũng gần giống luôn. Yoko. Được chưa? Các bạn đọc ya. Ya. You. You. Yo. Yo. Ok, xong rồi. Đến hàng ra. Ra rồi nhé. Ra. Ra này. Ra cũng đây là chữ gì đây? Hư đúng không? Hư rồi nhé. Thêm một nét.
là hura 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 thế nào hura hura ok hura ok đã xong rồi đi đi ngoan giống chữ mềm đúng không? Sau này các bạn gì nhỉ? Làm thế nào để phân biệt nó là chữ cứng chữ mềm đây thế ơi? Ngoài tùy vào đi cạnh với nó là chữ cứng hay chữ mềm nhớ chưa? Ok, đi cạnh với nó là chữ cứng, là chữ cứng, cả một câu đấy mà, được chưa? Này, bên cạnh của nó là chữ mềm thì tất nhiên nó sẽ là chữ mềm. Thế thôi. Đi, 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 nhé, đi, đã, đi. Ok chưa? Do. Do. Mấy chữ này giống nhau này. Ok, nhìn nhá. Do. Do. Do được nhé. Đây là chữ gì đây? No. No, một chữ no đúng không nào? Vậy thêm chữ này nữa. Thì chữ này chính là chữ re luôn này. Da đi re được nhé. Chữ sau chúng ta sẽ học chữ re chính là chữ này. Được chưa? Vậy. Do. Đây là chữ r nhá. Ok. Tiếp theo đây là chữ re nhá. Ok. Nếu mà viết chữ này, chúng ta sẽ được chữ này. Đây chữ no đúng không? No. Xa ra một tí nhá. D. Gần nhau thì chữ này. No đây được. No đây được. No đây được. Được chưa? No đây được. No đây được. No đây được có nghĩa rồi này. Bạn viết luôn cho tôi. No đây được. Nếu mà nói cho bạn nói bình thường, no đây được tức là gì? Đi lên được. No đây được. Ví dụ như là mình vào thang máy mình từ này nó đề được đi được đấy đi được đấy nó đề tức là lên được đâu đó đấy chưa nó đề được bạn tưởng tượng như mình là lên thang máy này vào thang máy nó đề được lên được đấy lên được đấy lên đi lên đi đấy chưa này hay là đi xe máy chẳng hạn mình đang đi xe máy à có một thằng được không nó đề được nó đề được lên được đấy lên được đấy nhớ chưa lên được đi được lên được đấy. Đi xe đấy. Ok, được chưa nào? Ai, no đê. À, chữ đự. Đây, chữ đự đúng không? Chữ đê đây đúng không? Vào học sang nữa, thầy học luôn chữ đê rồi đúng không? Đây, viết lại lần nữa, đơn giản nói. Đê, được chưa nào? Đê, đô. Chữ đô rồi nhé. Chữ đô. Đô, các bạn, đây nó có mấy cái gạch đây, không cần thiết các bạn cứ viết cho mình cái hình vuông này được. Đô. Được chưa? Đô. Viết cái cửa sổ đấy. Đô, được nhé. Ừ, chỉ cần viết như thế được rồi, ok. Đấy, viết như Tú là được. Được chưa? Độ. Độ. Ok. Độ. Độ. Xong rồi. Là đi được để độ. Còn 3 chữ nữa thôi. 3 chữ nữa là xong rồi. Nhanh không? Nhanh đúng không? Chữ cứng quá nhanh. Vạ. Vạ. Gần giống chữ gì đây? Cư. Chữ gì? Cư. Cư. Cũng gần giống chữ cư là đúng nhưng mà gần giống chữ gì? Nhưng mà ở đây nó sẽ như nào đây? Thẳng xuống thì sẽ giống chữ gì đầu tiên nhỉ? Chữ ư đầu tiên đúng không? Đúng nào? Nhớ nhá. Chữ ư chữ ngoài này thế. Nhưng mà thẳng. Được chưa? Còn chữ cư thì nó sẽ như nào? Chéo. Chéo này mà còn thừa chữ này nữa cơ. Đúng nào? Khác nhau, khác nhau. Nên là chữ này sẽ giống chữ ư. Quả. Wow. Đấy, đúng rồi, thẳng xuống. Được chưa? Quả. Chữ quả này. Tiếp theo cái chữ này thì các bạn cũng không cần phải học. Được chưa? Tại vì nó là trợ từ á, thì nó chỉ sử dụng trong gì nhỉ? Bảng chữ mềm thôi, hiragana thôi, nhớ chưa? Thường thì người ta sẽ chỉ viết chữ này thôi, còn chữ này thì thường sẽ không sử dụng. Được chưa nào? Đấy, nên là cũng không cần nhớ. Thực ra thì nó cũng gần giống chữ ra. Chữ ra như này đúng không? Nó nối vào đây để nhé. Đây, ok. Thì chúng ta sẽ viết là 1 nét, 2 nét, như thế này. Nhưng mà thôi bỏ qua chữ này được, không nhớ đâu. Ok. Không phải nhớ chữ này. Tiếp. Ân. Chữ ân mềm sẽ là như thế này đúng không? Đúng nào? Chữ hát nó nghiêng nghiêng một tí. Chữ ân gì? Ân cứng thì nó sẽ như thế này. 1, 2 này. Từ dưới lên nhớ chưa? Còn giống chữ si. Chữ si thì là 2 nét đúng không nào? Viết lại chữ C đây. Đấy. 1, 2 nét đây. C như thế này. Đúng không? Đấy.
si này, un thì sẽ vào đây, xin nhé, xin, si si, được chưa nào? Si si si, hết rồi. Bây giờ đi đến tư vựng, ok, tư vựng, xong rồi những gối ngồi nhanh không? Nhanh nhanh. À đây, còn những chữ này vừa nãy mình cũng giải thích qua rồi khi mà học nhai yu yu rồi đúng không? Này chúng ta sẽ ôn lại lần nữa đúng không? Đây là chữ sa đúng không? Sa, siêu, sọ. Em biết cái này dấu này là dấu gì không? Dấu phải. Đúng rồi, dấu phải, dấu phải của bên Nhật đấy. Dấu phải bên Nhật sẽ là một nét như thế này, được chưa? Còn dấu chấm bên Nhật sẽ là một nốt tròn này. Ví dụ cuối câu, ví dụ như là tổng. Con này tí nhá. Cái gì đây? Des, đúng không? Nãy tôi là người Việt Nam đúng không? Chấm câu như thế này. Đấy, tôi là người Việt Nam. Vì tôi làm gì des? Thế những tròn này. Tròn là dấu chấm. Một nét đây là dấu phải, được chưa nào? Ok? Hay, hãy đọc đọc. Sa, siu, so, ghi hai này phải chưa? Dấu này là dấu phải, còn dấu tròn này là dấu chấm. Phải đây, được chưa? Ok, dạ, dạ, dịu, dọ, hay, sa, siêu, sọ, dạ, dịu, dọ. Còn các chữ khác thì chúng ta tự ghép vào nhé. Kẹ, kiệu, kiệu, nẹ, nịu, nịu, mẹ, mịu, mịu, hẹ, hiệu, kiệu, ghép vào là xong. Thế nào? Ok. Trường hợp là gì nhỉ? Một đất ngang đúng không? Chúng ta học rồi đúng không? Hay, từ vựng này nhé, từ vựng cuối buổi. Hai, tọ, nhung là thử đọc chữ đầu tiên này. Tô, ma, tọ. À, đúng rồi, chữ tô, ma, tọ. Có nó đọc, tô, ma, tọ. Tô, ma, tọ. Tô, ma, tọ. Tô, ma, tọ. Nó gì nhỉ? Nghe quen quen không? Tiếng Anh sang đúng không? Có cà chua. Chính xác, tô, ma, tọ. Tô, ma, tọ. Tô, ma, tọ. Cà chua. Thế nào? Tiếp theo, thứ hai này nhé. Pi. Pi đúng không? Hi thì sao anh ạ? Pi, a, no, đúng không? Piano. Đấy, đàn piano này sẽ dễ. Học chữ cứng này, học thuộc phát này, xong này biết rất là nhiều chữ. Từ tiếng Anh hay tiếng Việt đều viết được hết. Piano. Thế nào? Piano này nhé. Tiếp theo. Thúy đọc được không? Memo. Đúng rồi, memo. Memo này, memo là ghi chép ấy. Memo. Memo. Ghi chép, memo. Memo. Ngoài memo, ghi chép này. Hai. Tọ tú. Mê dung. Không phải rồi. Nhung. Mê lông. Mê lông này. Mê lông. Mê lông. Mê lồng là quả dưa đấy, quả dưa đấy. Quả dưa vàng, dưa gang ấy, nhớ chưa? Không, dưa hấu khác. Dưa hấu khác. Dưa hấu là sui cả. Mê lồng là quả dưa vàng, nhớ chưa? Sui cả là quả dưa hấu. Đón, mê lồng là quả dưa vàng. Thế nào? Tiếp theo. Chữ này là chữ gì đây? Ở lớp. Hi đúng không? Chữ này chữ gì? Nờ đúng không? Chữ vừa học xong cuối cùng không? Đọc là hin. Hin tọ. Hin tọ là gợi ý này. Sensei hin tọ. Hiểu. Thấy gợi ý đúng không? Hin tọ. Hin tọ. Hin tọ. Ok. Số 6 này. Đố đọc. Masuku. Đúng rồi, masuku. Đọc hả? Mask. 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 Nghe giống cái gì không? Mask. Mask. Cần quen đúng không? Mask là khẩu trang. Mask. Khẩu trang từ này rất hay dùng các bạn nhớ nhá. Mask. 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 Khẩu trang. Người Nhật rất thích khẩu trang nhá. Họ thích mà họ đeo nhiều lắm. Ra đường là đeo khẩu trang. Mask. Khẩu trang. Tiếp theo,
Nhung. Milk. Đúng rồi, milk. Đúng không? Milk. 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 Đúng rồi, đoán nào. Đúng rồi, tiếng Anh. Đó, Nhung, Thúy. Đúng không? Milk là sữa. Milk. Milk. Đúng không? Milk. Đúng không? Milk. Milk. Rồi, milk. Milk. Ok, milk. Hey, số 8 này. Thúy đọc thế nào? Đúng rồi, list. Listo. Listo. Nghe quen không? Có. Có đúng không? Là gì nhỉ? Bảng là cái gì nhỉ? Bảng danh sách, hiểu chưa? Bảng danh sách. Là một cái danh sách ấy. Listo. Listo, bảng danh sách. Danh sách. Ok. Hai, cái đó là tomato. 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 Piano. 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 Memo. 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 Melon. 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 Hai. Hinto. 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 Mask. 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 Milk. 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 Listo. 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 Ok. Listo. Ok. 次. 4. 9. Soft. 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 Soft là phần mềm. Phần mềm đấy. Soft. Phần mềm. Soft. Soft. Install. Install. します. Install. Cài đặt phần mềm. Install. Install. Hai. Số 10. Làm cái gì nhỉ Thúy nhỉ? Note. Đúng rồi. Note. 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 Note là quyển vở, quyển tập. Note. Tiếp 11. Game. Đúng rồi. Game. 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 Yeah, game. 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 12. Xong 11 chưa? 12. Cứ đọc lên cả nó thử đánh văn đi. Knife. Đúng rồi. Knife. 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 À gì? Tiếng Anh ấy. Knife. 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 Con dao. Đúng rồi. Knife. Con dao đấy. Knife. Con dao. Knife. Knife. Con dao. Knife. Tiếp. Hay. Số 13 rồi hả? Đề ba. Đề. Đề ba. 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 Đề. Đề ba. 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 Gan được chưa? Hay. Tiếp theo, Thúy thử đọc ra thử. Cái rồi. Tên. Không phải. Tên. Tên đúng rồi. Ca tên. Ca tên. Ca tên. Ca tên. Nghe quen không? Có. Gì? Căng tin. Không phải căng tin. Ca tên không phải căng tin. Thúy từ nào? Ca tên. Ca tên. Ca tên. Ca tên. Ca tên là gì? À? Không phải. Ca tèn có nghĩa là cái rèm. Đúng chưa? Rèm cửa sổ có thứ đấy, rèm đấy. Ca tèn. Nghe chưa nào? Tiếp theo. Sê được. Sê được. Sê được là giảm giá. Sê được. Sê được. Sê được. Sê được. Ok. Sê được. Ok, Nhung đâu? Chữ cuối cùng. In. Y in đúng không? Ta.
chữ này chữ nê đấy nhé. Internet. Đúng rồi, chữ này chữ chữ nhỏ đúng không? Chữ này chữ to rồi đúng không? Thì sẽ chữ này. Đọc hả? Internet. Internet. Cả đó là internet. 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 Ok. Internet. 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 Chữ nào? Internet. Internet. Được chưa? Hey, trong một từ này khó một tí. Nó sẽ đọc nào. Chữ gì đây? Cô. Ừ, đúng rồi. Computer. Đúng rồi. Đó là com gì? Computer. 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 Computer là gì? Computer. Đúng rồi, computer, đúng rồi, máy tính nhé. Computer đấy nhé, máy tính. Hay. Chữ cứng rất là thú vị đúng không nào? Học được chữ cứng thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều từ vựng, đúng không? Chuyển từ tiếng Anh sang đấy chứ, rất là dễ. Hay, ok chưa nào? Thế là chúng ta đã xong rồi đây, đọc lại một lần nữa nhá. Nào, QQQ, số 9 này. Soft. 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 Note. Note. Game. Game. Knife. 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 Lever. 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 Curtain. 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 Sale. 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 Internet. 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 Computer. Computer. Thấy chưa? Có chữ âm phải đọc dài ra nhỉ? Computer. Computer. Ok. Xong rồi. Oh, hết rồi đấy. Xong rồi đấy. Nhìn kìa. Quá giỏi. Chỉ trong vòng có một tiếng thôi. Clip trước tầm khoảng 20 phút, 30 phút đấy. Clip lại tầm đấy đúng không? Rồi, một tiếng là đã học xong bằng chữ cứng rồi đấy. Ừ. Chúng mình thật là siêu. Rồi. Tự khen thưởng bằng một tràng tay nào. Ê. Kantan is next, Kantan. Vậy thì trong buổi sau chúng ta sẽ học gì? Chúng ta sẽ học ôn lại bằng chữ cứng này làm sao để nhớ được bằng chữ cứng. Tạm thời trong bạn, trong đầu các bạn đã hình thành có những chữ cứng như thế nào rồi đúng không? Tuy nhiên mình sẽ có một cách để làm cho các bạn nhớ thuộc được bằng chữ cứng này, đúng không? Giống như là chúng ta đã từng học thuộc bằng chữ mềm á. Đấy không nào? Đây là gì nhỉ các bạn? Hãy nhớ đón chờ xem clip tiếp theo nhé. Ngoài ra chúng ta học cái đấy xong thì chúng ta học thêm các phần chào hỏi nữa. Đấy nhỉ? Ok. Hi, みなさん. Hi, 今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい、またね。皆さん、皆さん、ありがとうございました。